năm lại sau luộc ăn cùng cơm chẳng khác nào thần dược. Kính chào quý vị đến với kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Quý vị thân mến, rau xanh là một trong những nhóm thực phẩm lành mạnh luôn được các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần thêm vào chế độ ăn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rau có tác dụng làm chậm quá trình suy giảm nhận thức, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và thậm chí là một số loại ung thư. Đặc biệt là năm loại rau dưới đây ăn cùng cơm chẳng khác nào thần dược. Ăn một bổ 10, sống thọ 100 tuổi, càng ăn càng khỏe mạnh. Vậy đó là năm loại rau nào tốt với sức khỏe ra sao? Mời quý vị hãy cùng Tinh Hoa Cuộc Sống tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thứ nhất là rau cải cúc. Vâng thưa quý vị, trong các loại rau cải gần gũi với đời sống của người Việt, cải cúc là một trong những loại rau hết sức quen thuộc rồi, đúng không ạ? Mỗi khi trời trở lạnh, chúng ta lại thèm thuồng mùi vị thơm ngon, dễ chịu của cải cúc được chế biến thành những món canh nóng hổi cho hợp tiết trời. Thế nhưng ít ai biết rằng ăn loại rau này vô cùng tốt cho sức khỏe, có thể chữa nhiều loại bệnh thường gặp vào mùa đông cũng như tăng cường sức khỏe và sức đề kháng đấy ạ. Trong đông y, cải cúc có vị ngọt nhạt, hơi đắng, the, mùi thơm, tính mát, vị tê, không độc, có tác dụng hòa tỳ vị, an tâm khí, lợi tiểu tiêu đờm. Được xem như một loại rau giúp khai vị, giúp ăn ngon, tiêu hóa tốt, trừ đờm, tán phong nhiệt. Chưa hết, loại rau này còn có tác dụng bình can bổ thận, trị chứng hồi hộp, tim đập mạnh, đánh chống ngực, mất ngủ, tâm phiền bất an. Nghiên cứu trong y học hiện đại cũng cho thấy công dụng của rau cải cúc không chỉ có ý nghĩa về thực phẩm mà còn là thuốc chữa bệnh cực tốt. Trung bình một cây cải cúc nhỏ bé có chứa đến 1,85% protein, 2,57% glucid, 0,43% lipid và các axit amin, lysine, chất xơ và nhiều vitamin quan trọng. Nghiên cứu trong y học hiện đại cũng cho thấy công dụng của rau cải cúc không chỉ có ý nghĩa về thực phẩm mà còn là thuốc chữa bệnh rất tốt. Theo lương y Bùi Hồng Minh, vào những ngày lạnh, chúng ta nên tăng cường ăn rau cải cúc sẽ giúp phòng tránh nhiều bệnh thường gặp vào mùa lạnh. Chỉ cần ăn chút rau cải cúc buổi tối, bạn sẽ thấy ngủ ngon hơn, tâm trạng thoải mái hơn, ngăn chặn chứng đi tiểu đêm. Đặc biệt, nếu có hiện tượng ho khan, ho có đờm, ho dai dẳng, bị cảm khi trời lạnh, thì việc ăn rau cải cúc cũng sẽ giúp giảm tải đáng kể. Đây là một trong những công dụng của rau cải cúc rất đáng được ghi nhận. Và dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh thường gặp vào mùa lạnh từ rau cải cúc rất dễ làm, dễ thực hiện, được lương y Bùi Hồng Minh chia sẻ. Bài thuốc thứ nhất, chữa nhức đầu kinh niên. Chúng ta lấy toàn bộ cây cải cúc già đem nấu lấy nước uống. Trước khi đi ngủ hoặc thấy nhức đầu, dùng lá cải cúc hơ ấm chườm đắp lên đỉnh đầu và hai bên thái dương vào buổi tối trước khi đi ngủ cũng sẽ đem lại công dụng chữa đau đầu lâu năm hiệu quả. Bài thuốc thứ hai, giải cảm do trời lạnh đột ngột. Bạn nấu cháo chín nhừ, sau đó lấy 150g cải cúc tươi đem rửa sạch, ấn vào chiếc bát, đổ cháo lên trên rồi trộn đều và ăn. Cháo nóng kết hợp với vị cải cúc bốc hơi sẽ giúp giải cảm lạnh hiệu quả. Bài thuốc thứ 3, đối tượng bị lạnh bụng cần ôn ấm tỳ vị. Vào ngày lạnh, nếu bạn bỗng nhiên đi ngoài dạng lỏng hoặc tiêu chảy thì đó có thể là biểu hiện của bụng, dạ dày bị lạnh. Hãy sử dụng cải cúc để nấu canh ăn hàng ngày sẽ giúp ôn ấm tỳ vị. Ăn liên tục trong 3 đến 5 ngày để có tác dụng tốt nhất. Bài thuốc thứ 5, hạ huyết áp. Bạn đem ép cải cúc lấy nước cốt uống, mỗi ngày chừng 50ml, chia 2 lần sáng chiều. Món thuốc này đặc biệt thích hợp với những người bị cao huyết áp có kèm theo đau và nặng đầu.
Đây cũng chính là bài thuốc chữa bệnh cao huyết áp từ rau cải cúc được lương y Bùi Hồng Minh, chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội Trung ương 108, khuyên dùng. Vị chuyên gia này cho biết cải cúc là loại rau thông dụng chứa nhiều axit amin và tinh dầu, có tác dụng làm thanh sáng đầu óc và giáng áp. Do đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng loại rau này nếu muốn giảm huyết áp hiệu quả vào mùa lạnh. Bài thuốc thứ 6, chữa ho không dứt. Chúng ta sử dụng 150g rau cải cúc, 200g phổi lợn, tất cả đem rửa sạch, thái nhỏ thành miếng, sau đó đem nấu thành canh ăn cùng cơm. Mỗi liệu trình ăn trong 3-4 ngày liên tục. Chú ý, khi mua phổi lợn cần chọn phổi tươi sạch, phổi còn đỏ và các bong bóng nhỏ lộ rõ vẻ tươi ngon. Không chọn phổi đã ươn, phổi lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh. Thứ hai là rau lang. Nhắc đến khoai lang, hầu hết mọi người nghĩ đến củ của nó. Không thể phủ nhận rằng củ khoai lang là một thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe, với hàng loạt những lợi ích vàng. Thế nhưng bên cạnh đó, lá của nó cũng chứa rất nhiều dưỡng chất, thậm chí còn tốt hơn cả củ gấp nhiều lần. Trước đây, lá khoai lang thường được vứt bỏ hoặc làm thức ăn cho gia súc. Nhưng bây giờ, khi biết được giá trị dinh dưỡng thực sự của nó, lá khoai lang trở thành một loại cây hái ra tiền, nhảy vọt từ thức ăn cho gia súc lên bàn ăn của con người. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau Châu Á, lá khoai lang được Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách 10 loại rau chống oxy hóa hàng đầu vì chúng rất giàu chất xơ, vitamin A, C và các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, kali, magie và kẽm. Lá khoai lang có thể đáp ứng lượng vitamin A, B và C cần thiết cho một ngày. Bên cạnh đó, lá khoai lang cũng có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe như là 1. Tăng cường thể chất. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng lá khoai lang rất giàu protein tương tự như trứng. Ai cũng biết rằng protein là chất không thể thiếu đối với con người, cung cấp năng lượng cho hầu hết các cơ quan của cơ thể. Ăn lá khoai lang thường xuyên có tác dụng nâng cao thể lực, duy trì độ đàn hồi của da, làm chậm quá trình lão hóa. 2. Giảm táo bón. Nếu chất độc trong cơ thể tích tụ quá nhiều sẽ dẫn đến táo bón trong lá khoai lang chứa nhiều chất xơ, có thể giúp đường ruột thông thoáng, từ đó thải độc cho cơ thể ra ngoài một cách thuận lợi. Tốt nhất nên ăn lá khoai lang vào buổi sáng vì ruột được nghỉ ngơi qua đêm và bắt đầu vận động. Lúc này, dùng lá khoai lang có thể kích thích nhu động đường tiêu hóa, giảm triệu chứng táo bón. 3. Bảo vệ thị lực. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng vitamin A trong lá khoai lang nhiều hơn trong cà rốt. Vitamin A giúp giảm quáng gà và thị lực kém. 4. Giảm cholesterol, kiểm soát đường trong máu. Ăn nhiều thịt cá sẽ làm cholesterol sẽ tăng. Các vấn đề như huyết áp cao và xơ cứng động mạch có thể xảy ra. Vì vậy, chúng ta nên tăng cường ăn lá khoai lang thường xuyên để làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Lá khoai lang là thực phẩm tốt để kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài các vitamin và khoáng chất quen thuộc, lá khoai lang còn rất giàu phytosamican, chẳng hạn như miricetin, quercetin, apigenin, mỗi chất đều là bậc thầy chống oxy hóa. Các chất phytosamican này có thể quét các gốc tự do trong mạch máu và giữ cho các mạch máu luôn tươi trẻ. Ngoài ra, miricetin còn có thể cho phép lượng đường dư thừa trong mạch máu chạy vào tế bào để sử dụng mà không bị ứ lại. Lá khoai lang là thực phẩm tốt để kiểm soát lượng đường trong máu. Thứ ba là bí đỏ. Có thể bạn không biết rằng bí đỏ chính là một trong những món ăn được người Nhật xếp vào danh sách những món ăn trường sinh bất lão, đem đến rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe như là 1. Bí đỏ rất tốt cho gan. Vâng thưa quý vị, gan đảm nhiệm hơn 500 chức năng,
bao gồm phân hủy chất béo, protein và carbohydrate, loại bỏ các hợp chất có hại khỏi máu, lưu trữ các vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết. Theo chuyên gia cho biết, nếu bạn ăn một chế độ ăn giàu trái cây, rau và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như bí đỏ, gan của bạn sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn. Tất cả là nhờ các chất chống oxy hóa của bí đỏ như vitamin C và beta-carotene sau khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A sẽ giúp cho gan luôn khỏe mạnh. 2. Bí đỏ có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ giảm nguy cơ các bệnh mãn tính. Các gốc tự do là các phân tử được tạo ra bởi quá trình trao đổi chất của cơ thể. Mặc dù rất không ổn định, chúng có vai trò hữu ích như tiêu diệt vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, quá nhiều các gốc tự do trong cơ thể tạo ra một trạng thái gọi là stress oxy hóa, có liên quan đến các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim và ung thư. Bởi vậy, nếu bạn bổ sung bí đỏ vào bữa ăn mỗi ngày là điều rất cần thiết, vì trong bí đỏ chứa chất chống oxy hóa, chẳng hạn như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin, chúng có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn chặn chúng làm hỏng các tế bào. Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa này bảo vệ da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và giảm nguy cơ ung thư, các bệnh về mắt và các tình trạng khác. 3. Bí đỏ hỗ trợ hệ miễn dịch. Ngoài những dưỡng chất đã nói ở trên, thì trong bí đỏ cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, có thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Bí đỏ có hàm lượng beta-carotene cao, chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Các nghiên cứu cho thấy, vitamin A có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chống lại nhiễm trùng. Ngược lại, những người bị thiếu vitamin A có thể có hệ thống miễn dịch yếu hơn. Bí đỏ cũng chứa nhiều vitamin C, được chứng minh là có khả năng làm tăng sản xuất tế bào bạch cầu, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm vết thương nhanh lành hơn. Ngoài hai loại vitamin được đề cập ở trên, bí đỏ cũng là một nguồn vitamin E, sắt và folate dồi dào. Tất cả các chất này đều được chứng minh là có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch. 4. Bí đỏ giúp bảo vệ thị lực. Thị lực của chúng ta sẽ giảm dần theo tuổi tác, thế nhưng điều may mắn là ăn đúng chất dinh dưỡng có thể làm giảm nguy cơ mất thị lực. Một trong những chất dinh dưỡng dồi dào có khả năng hỗ trợ thị lực khi cơ thể già đi, đó chính là bí đỏ đấy, quý vị ạ. Loại quả này xứng đáng là vựa vitamin, nhất là các vitamin tốt cho thị lực. Bí ngô giàu beta-carotene khi vào trong cơ thể, chất này được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất cần thiết cho mắt, giúp duy trì và phát triển thị lực, ngăn ngừa tổn hại cho các tế bào mắt. Bí ngô cũng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, hai hợp chất có khả năng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể. Vitamin C trong bí ngô giúp bảo vệ mắt khỏi tia cực tím, chống mỏi mắt. Bổ sung bí ngô vào chế độ ăn thường xuyên giúp cải thiện thị lực và duy trì đôi mắt khỏe mạnh. 5. Bí đỏ hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa tiểu đường. Nguồn chất xơ tốt trong bí đỏ giúp cơ thể cảm thấy no, đồng thời thúc đẩy quá trình tiêu hóa lành mạnh. Hàm lượng chất xơ trong bí ngô làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, gồm cả đường tự nhiên, từ đó còn giúp cơ thể cân bằng tốt hơn lượng đường trong máu, chứa tới 90% là nước nên bí ngô hỗ trợ cho nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Từ đó sẽ kích thích hoạt động tiêu hóa, làm giảm nguy cơ chướng bụng, đầy hơi hay táo bón. Một trong những loại chất xơ được tìm thấy trong bí đỏ được gọi là chất xơ prebiotic, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn tốt trong ruột của bạn nhằm hỗ trợ tiêu hóa và chức năng đường ruột tối ưu. Bên cạnh đó, trong đông y, bí đỏ cũng có rất nhiều bài thuốc hay chữa bệnh đấy ạ. Và dưới đây là một số bài thuốc được các danh y chia sẻ. Bài thuốc chữa đái tháo đường. Chúng ta có thể nướng bí đỏ cho khô, sau đó đem nghiền bột,
uống với nước đun sôi, mỗi lần 6 đến 8 gram ngày 2 lần, hoặc dùng bí đỏ 250 gram nấu thành canh ăn hết ngày 2 lần sáng tối liên tục trong 1 tháng. Bài thuốc chữa rối loạn mỡ máu, chúng ta có thể sử dụng bí đỏ 100 gram đến 150 gram cho vào máy xay sinh tố cùng với 250 ml nước đun sôi để nguội, làm thành sinh tố bí đỏ không cho đường, uống trước khi ăn sáng liên tục trong 1 tháng. Bài thuốc chữa đau dây thần kinh liên sườn, chúng ta sử dụng bí đỏ vừa đủ, hấp chín nghiền nát đắp vào chỗ đau. Bài thuốc chữa viêm khí quản mãn tính, hen phế quản, chúng ta sử dụng bí đỏ 1 quả, mật ong 60 g, đường phèn 30 g, khoét một lỗ ở đầu quả bí, sau đó lấy một phần ruột bí ra, cho đường và mật ong vào trong quả bí, đậy lại bằng miếng bí đã cắt ra. Đun 1 tiếng đồng hồ rồi lấy ra, ngày 2 buổi sáng và tối ăn hết, dùng liên tục trong 7 đến 10 ngày. Bài thuốc hỗ trợ điều trị huyết áp cao, viêm thận mãn tính, xơ gan, chúng ta sử dụng bí đỏ 250 g rửa sạch cắt miếng, cho thêm đường trắng trộn đều, đun chín ăn, phối hợp với thuốc để điều trị. Bài thuốc chữa bệnh sán lá, chúng ta sử dụng bí đỏ 60 g đến 120 g, cau khô 60 đến 100 g, sunfat natri ngậm nước 15 g. Sáng sớm khi chưa ăn gì mang bí ra nhai, nuốt cả vỏ lẫn hạt hoặc nghiền nhỏ uống với nước sôi để nguội. 2 giờ sau uống tiếp nước sắc cao đặc, nửa giờ sau pha sunfat natri với nước sôi để nguội uống tiếp. Chỉ cần uống một lần là sán ra. Bài thuốc chữa lở loét sưng đau và bị bỏng nhẹ. Chúng ta sử dụng ruột bí đỏ, sunfat natri vừa đủ, giã nát bôi lên vết thương hoặc bí đỏ vắt lấy nước bôi chỗ đau. Thứ tư là rau ngải cứu. Nhắc đến ngải cứu là không ai còn xa lạ đúng không ạ? Ngải cứu được trồng nhiều ở trong các khu vườn của gia đình Việt Nam. Không chỉ là rau ăn mà ngải cứu còn là vị thuốc quen thuộc trong đông y. Loại rau này được mệnh danh là vua của các loại thảo mộc có giá trị dược liệu rất cao. Lá ngải cứu vị hơi đắng, không độc, giúp đả thông kinh mạch, trừ ẩm, tán hàn, điều hòa khí huyết. Theo các nghiên cứu hiện đại, ngải cứu giàu các loại tinh dầu dễ bay hơi, các loại vitamin A, B1, B2, C. Ngải cứu có tính đắng, cay, ấm, đi vào lá lách, gan thận. Ngoài sử dụng làm rau ăn, lá ngải có những tác dụng vàng trong việc bảo vệ sức khỏe như là giúp lưu thông máu. Những người thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt do lưu thông máu kém có thể sử dụng ngải cứu để hỗ trợ cải thiện các triệu chứng. Bạn có thể dùng làm thức ăn, nấu các món như canh ngải cứu rán trứng để tăng khả năng tuần hoàn máu não. Ngoài ra, ngải cứu còn trị đau xương khớp rất tốt. Chúng ta khi đã lớn tuổi thường sẽ bị đau nhức xương khớp. Khi đó bạn nên tắm bằng lá ngải cứu để cải thiện tình trạng đau nhức. Bạn dùng 50 g ngải cứu khô và vài lát gừng để đun nước tắm. Sau đó pha nước ngải cứu với nước lạnh. Đợi nước đạt nhiệt độ phù hợp thì dùng nước này để tắm. Ngải cứu khô có tác dụng điều hòa khí huyết, giúp làm ấm kinh mạch, trừ phong hàn và làm giảm đau nhức. Trời lạnh, người lớn tuổi dễ sinh phong hàn, vì vậy nên hãy thường xuyên dùng ngải cứu đun nước tắm. Bên cạnh đó, ngải cứu còn có rất nhiều công dụng chữa bệnh mà chúng ta chưa áp dụng hết. Dưới đây là những bài thuốc có trong các tài liệu dược học cổ xưa của Trung Quốc mà quý vị có thể tham khảo. 1. Điều trị chứng chảy máu cam. Theo Đông y Trung Quốc, lá ngải cứu có thể làm ấm kinh mạch và làm ngừng chảy máu. Không chỉ là một loại thuốc thường được sử dụng để làm cầm máu mà còn là nguyên liệu để các nhà dược lý học hiện đại tiến hành nghiên cứu về các tác dụng chữa bệnh của nó. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ngải cứu có thể rút ngắn thời gian chảy máu và làm đông máu nhanh hơn, đặc biệt là khi làm nóng lên thì tác dụng của nó rất rõ ràng. Trong sách dược học cổ Trung Quốc của Thánh Huệ Phương cũng đã ghi lại rằng
lá ngải cứu có tác dụng điều trị chảy máu cam vô cùng hiệu quả. 2. Điều trị chứng đau lá lách, đau dạ dày do lạnh. Không chỉ dừng lại ở tác dụng trên, lá ngải cứu còn có thể có tác dụng xua tan cơn đau do lạnh và giảm đau đáng kể. Vì vậy, nếu bạn có các triệu chứng lạnh ở lá lách và dạ dày gây ra đau, thì có thể ăn lá ngải cứu để giải quyết tình hình. Trong cuốn sách Vệ sinh dịch giản phương nổi tiếng của Trung Quốc có viết rằng, chỉ cần sử dụng 10 gram lá ngải cứu nấu thành nước để uống là có thể giảm nhẹ tình trạng bệnh. 3. Điều trị chứng chảy máu sau khi đi đại tiện. Vì có tác dụng cầm máu hiệu quả, nên nếu bạn gặp phải trường hợp sau khi đi ngoài bị chảy máu thì có thể dùng một ít lá ngải cứu để cầm máu, ấm kinh mạch. Sau khi sử dụng thì triệu chứng chảy máu hậu môn sau khi đi ngoài sẽ có hiệu quả nhất định. Trong cuốn sách Kim Thiên Phương ghi chép rằng lá ngải gừng tươi đun thành nước đặc uống 3 lần là có thể điều trị bệnh đi ngoài ra máu. 4. Điều trị chứng da mồ hôi trộm. Da nhiều mồ hôi ban đêm là một khái niệm mà Đông y Trung Quốc còn gọi là da mồ hôi trộm, tức là khi ngủ cơ thể đổ nhiều mồ hôi, nhưng sau khi ngủ dậy thì lại không có hiện tượng da nhiều mồ hôi như vậy. Trong trường hợp này, bạn cũng nên sử dụng một ít lá ngải cứu để điều trị. Trong cuốn sách Bản thảo cương mục nói rằng, dùng 2 phần lá ngải cứu, 3 phần bạch phục thần, 3 phần ô hài, thêm nước nấu sôi rồi uống để điều trị chứng da mồ hôi trộm. 5. Điều trị chứng nổi mẩn do ẩm ướt. Nhiều người không may bị bệnh eczema, không chỉ ngứa ngáy mà còn ảnh hưởng đến vẻ bên ngoài. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng lá ngải cứu để điều trị. Trong cuốn sách Trung Thảo Dược Y Liệu Pháp Tuyển Chọn ghi lại rằng, dùng lá ngải khô đốt thành than, phèn chua, hoàng bách, tất cả tán nhỏ, trộn với hương dầu thành cao, bôi vào vùng da bị chàm ngứa. Trong thực tế, ngải cứu là một cây dược liệu quý, cách dùng rất phổ biến và hữu ích. Tuy nhiên, khi bào chế thành thuốc, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia đông y để tránh sử dụng sai. Thứ năm là cải bó xôi. Nếu nhắc tới các loại rau tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, chắc chắn không thể nào bỏ qua rau bina. Loại rau này có rất nhiều tên gọi, ngoài rau bina còn có thể gọi là rau chân vịt, cải bó xôi. Không chỉ giàu dinh dưỡng, rau bina còn được nhiều người mệnh danh là nhân sâm xanh cho sức khỏe và cũng là nguyên liệu nấu ăn rất linh hoạt. Khi chế biến rau bina, bạn có thể dùng rau bina làm nước ép, salad, sinh tố, luộc, xào, áp chảo, thêm vào món nướng. Trong rau bina chứa nước, chất xơ, protein, kali, canxi, phốt pho, magie, kẽm, sắt, các loại vitamin A, C, K, E cùng nhiều chất chống oxy hóa khác. Nhờ vậy mà loại rau này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp dưới đây. 1. Tăng cường miễn dịch tiêu hóa. Rau bina có các vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E và magie giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại sự xâm nhập của virus và vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C còn hỗ trợ và tăng cường hoạt động loại bỏ chất gây oxy hóa nhằm bảo vệ cơ thể. Ngoài ra, rau bina giàu nước và chất xơ nên thúc đẩy tiêu hóa tốt. Nó còn chứa một số chất tốt cho niêm mạc đường ruột, trong khi đó hệ tiêu hóa quyết định rất lớn tới khả năng miễn dịch. 2. Tốt cho não bộ. Ăn rau bina thường xuyên rất có ích với sức khỏe não bộ, đặc biệt là về mặt làm chậm lão hóa. Trong một nghiên cứu dài 5 năm được công bố trên tạp chí Alzheimer and Dementia cho thấy rằng những người tiêu thụ nhiều rau xanh có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn đáng kể. Dữ liệu cũng cho thấy những người ăn 1 đến 2 phần rau xanh đậm như rau bina mỗi ngày có chức năng nhận thức trẻ hơn 7,5 năm so với tuổi thật. 3. Chống viêm và phục hồi vết thương.
Viêm là một phần của cách cơ thể tự phục hồi sau khi bị thương hoặc tiếp xúc với một chất nguy hiểm, nhưng tình trạng viêm nhiễm lâu dài có thể không tốt cho sức khỏe. Ăn các loại thực phẩm như Sobina có đặc tính chống viêm là cách có thể giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Vitamin C trong Sobina có rất nhiều lợi ích, trong đó có việc giúp cơ thể tạo ra collagen, chất cần thiết để phục hồi các tổn thương. Vitamin C cũng giúp cơ thể tăng lượng sắt hấp thụ từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật, hỗ trợ quá trình chữa bệnh. 4. Bảo vệ xương khớp. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 3 cốc Sobina sống có thể cung cấp hơn 300% lượng vitamin K được khuyến nghị hàng ngày, hơn 160% vitamin A và 40% vitamin C. Vitamin K và A hỗ trợ xương chắc khỏe. Đặc biệt, lượng vitamin K thấp có liên quan đến nguy cơ gãy xương cao hơn. Điều này là do hoạt động như một chất điều chỉnh của protein nền xương, cải thiện sự hấp thụ canxi và có thể làm giảm lượng canxi bị loại trừ ra ngoài cơ thể trong nước tiểu. Sobina cũng giúp giảm đau khớp, viêm khớp. 5. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sobina là một nguồn nitrat vô cơ mà các nghiên cứu cho thấy có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sobina cũng có thể làm giảm huyết áp và làm cho động mạch của bạn trở nên mềm mại hơn, giảm huyết khối. Lượng kali từ Sobina giúp giữ cho tim của bạn hoạt động bình thường. Trong một nghiên cứu công bố vào năm 2016 trên tạp chí Dinh dưỡng Mỹ, một nhóm gồm 7 phụ nữ và 11 nam giới đã tiêu thụ 4 loại đồ uống dầu nitrat, bao gồm cả đồ uống từ Sobina. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nồng độ nitrat trong máu của những người tham gia tăng lên sau khi uống đồ uống. 6. Phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Sobina có chứa chất chống oxy hóa, axit alpha-lipoic. Thành phần này đã được chứng minh là làm giảm mức đường huyết, tăng độ nhạy insulin và ngăn ngừa những thay đổi do quá trình oxy hóa gây ra do căng thẳng ở bệnh nhân tiểu đường. Các nghiên cứu về axit alpha-lipoic cũng cho thấy giảm thần kinh ngoại biên và bệnh thần kinh tự trị ở bệnh nhân tiểu đường. Đồng thời, loại rau này giàu chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu rất tốt. Nó cũng có chỉ số đường thấp nhưng giàu chất dinh dưỡng như vitamin A và luten, vitamin C, E và kali, magie, mangan, folate. 7. Giảm nguy cơ mắc ung thư. Chất chống oxy hóa được tìm thấy trong Sobina bao gồm các flavonoid như camphorol, quercetin, miricetin và isohamnotin. Các hợp chất flavonoid trong thực phẩm được cho là có tác dụng chống ung thư, bệnh tim mạch và các bệnh viêm nhiễm khác. Sobina cũng là một trong những loại rau giàu chất diệp lục nhất. Một số nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu năm 2013, được thực hiện trên 12.000 động vật, đã cho thấy chất diệp lục có hiệu quả trong việc phòng ngừa các tác động gây ung thư của các amin dị vòng. 8. Tốt cho mắt. Sobina có lợi cho thị lực, giàu luten và zeaxanthin. Thường xuyên ăn Sobina, bạn sẽ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Luten có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở mắt. Điều này đã được nghiên cứu năm 2016 tại Nhật Bản, chứng minh và công bố trên tạp chí của Hiệp hội Nhãn khoa Nhật Bản. Ngoài ra, vitamin A trong Sobina cũng giúp chống khô mắt, quáng gà, cải thiện thị lực và phòng nhiều bệnh về giác mạc khác. 9. Làm đẹp da, tóc, dáng. Bên cạnh rất nhiều lợi ích sức khỏe, Sobina cũng rất hữu ích trong làm đẹp. Nghiên cứu năm 2016 của Mỹ cho thấy Sobina có thể làm giảm phản ứng oxy hóa và kích hoạt giải phóng hormone gây cảm giác no, giảm thèm ăn. Loại rau này lại rất giàu chất xơ, nước nên hỗ trợ giảm cân, giữ dáng rất tốt. Sobina chứa hàm lượng vitamin A cao giúp điều hòa việc sản xuất dầu ở các lỗ chân lông và nang lông trên da để dưỡng ẩm cho da và tóc.
chính lượng dầu này có thể tích tụ lại gây ra mụn. Vitamin A cũng cần thiết cho sự phát triển của tất cả các mô cơ thể, bao gồm cả da và tóc. Vitamin C trong rau bina không chỉ giúp trắng da mà còn thúc đẩy sản sinh collagen, chất cung cấp cấu trúc cho da và tóc. Ngoài ra, thiếu sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến của tình trạng rụng tóc, da thâm sạm. Vì vậy, ăn rau bina thường xuyên có thể giúp da hồng hào, tóc chắc khỏe hơn. Và phần tiếp theo xin gửi đến quý vị bí quyết sống thọ của cổ nhân truyền lại, trái ngược hoàn toàn với nhận thức ngày nay. Người cổ đại được biết đến với lối sống bình hòa, tĩnh tại và trường thọ. Tuy nhiên, bí quyết của họ lại không nằm ở việc chú trọng ăn uống hay tập luyện thể thao như con người hiện đại ngày nay. Thứ nhất, ăn nhiều không có nghĩa sẽ khỏe mạnh hơn. Người Trung Hoa cổ đại chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày với một lượng đồ ăn rất ít. Họ cũng ít khi ăn thịt và điều này giúp cho hệ tiêu hóa của họ tốt hơn. Từ thời xa xưa đã có rất nhiều ví dụ về những người do ăn uống vô độ mà mắc các loại bệnh tật, sau đó có thể hồi phục trở lại nhờ một chế độ ăn kiêng với nhiều rau quả. Việc ăn uống rất quan trọng và có thể coi như một phần của văn hóa dưỡng sinh của người cổ đại. Xưa kia, Nhan Hồi, một đồ đệ nổi tiếng của Khổng Tử, chỉ ăn rất ít và uống nước mỗi ngày. Ông cho rằng như vậy đã là đầy đủ rồi. Có người chỉ ăn một chén cơm nhỏ và dưa leo cho mỗi bữa ăn, nhưng ngoại hình trẻ trung như mới hơn 20. Mặc dù đã ngoài 40 tuổi và có một sức khỏe tuyệt hảo, người cổ đại coi việc ăn uống điều độ như một cách để giảm dục vọng ham muốn, làm nhạt đi khẩu vị, không ăn quá nhiều, giảm số lần ăn một ngày và chỉ người lớn tuổi mới ăn chút thịt. Họ tin rằng bệnh tật chính là do ăn uống quá thường xuyên, ăn tạp và ăn quá mức. Người xưa đánh giá sức khỏe một người qua năng lượng sống, sức khỏe tinh thần của người đó hơn là một thân hình đẫy đà. Thứ hai, đồ ăn có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Điều dễ nhận thấy là trong xã hội hiện đại, con người có xu hướng ăn ngày càng nhiều thịt và các sản vật sơn hào hải vị từ động vật nói chung. Thậm chí đối với người ăn kiêng giảm béo thì thịt trở thành món ăn hàng đầu để cung cấp năng lượng và nói không với ngũ cốc. Một sự thật khác là con người hiện đại ngày càng trở nên nóng giận, cáu gắt, căng thẳng và bệnh tật trở thành một phần tất yếu của cuộc đời. Bệnh hiểm nghèo như ung thư chưa bao giờ phổ biến hơn thế. Nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa việc sát sinh động vật và sự hung hãn, căng thẳng của con người khi tiêu thụ các sản phẩm, thực chất là hậu quả của việc con vật bị chết trong đau đớn khi bị giết thịt. Phật gia tin rằng con người sống trong vòng luân hồi. Luân hồi có nghĩa là đời này là người, đời sau có thể là động vật, thực vật. Như vậy, một sinh mệnh là động vật trong đời này rất có thể là người trong đời trước đầu thai mà thành. Trong khi hầu hết những người ăn chay cho rằng họ trở nên thuần tịnh, điềm tĩnh và tâm thái an hòa hơn nhiều khi không sử dụng các sản phẩm động vật. Khi nhịp sống của bạn chậm lại, tinh thần bạn yên bình với rất ít ham muốn thì cơ thể sẽ tự điều tiết. Bạn tự nhiên sẽ thấy rằng mình cần ăn rất ít, ít khi nhiễm bệnh và bảo trì sức khỏe tốt hơn. Khi đó, chỉ một chiếc bánh bao nhỏ cũng sẽ có hương vị tuyệt hảo nếu bạn thưởng thức nó với một tâm thái an bình. Thứ ba, ngủ vừa đủ. Ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày dường như đã trở thành quan niệm khoa học thường thức và một lối sống tiêu chuẩn của người hiện đại. Trên thực tế, những người ít ham muốn và sống với một nội tâm yên bình sẽ không cần ngủ nhiều đến thế. Thay vào đó, trước khi nằm xuống giường, người xưa sẽ tập trung hướng nội, nhìn lại bản thân mình để làm cho tâm trí trở nên yên tĩnh. Một ngày của người xưa trôi qua với rất ít xung đột và một tâm hồn bình thản. Vì thế, họ dễ dàng ngủ một giấc thật sâu ngay khi ngả lưng xuống giường và thức dậy từ rất sớm mà không cần đồng hồ báo thức vào buổi sáng. Thứ tư, dưỡng tâm để sống khỏe hơn. Người hiện đại chúng ta cho rằng
luyện tập thể thao, tăng cường vận động có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Nhưng thực tế người ta vẫn có thể bị bệnh. Người xưa coi việc dưỡng tâm chính là cách phòng bệnh tốt nhất, nên họ luyện tập thư pháp, thư họa, võ thuật, thiền định và chơi cổ cầm. Điểm chính yếu nhất của đạo dưỡng sinh chính là giữ cho thân thể và tinh thần hài hòa. Các danh nhân nổi tiếng trong lịch sử, mặc dù chìm nổi trong chốn quan trường, nhưng họ vẫn giữ được một tinh thần lạc quan, khoáng đạt. Bởi có một phương pháp dưỡng sinh mà họ luôn tôn sùng, đó chính là thiền định. Vào triều đại thời Nam Tống, nhà thơ yêu nước Lục Du tu tập liệu pháp dưỡng sinh thiền định. Đến khi tuổi gần 90 nhưng thi hứng vẫn trào dâng, không chỉ để lại số lượng lớn thơ ca yêu nước, còn ghi chép lại những tâm đắc tu dưỡng của chính mình. Tô Thức, hiệu Đông Pha, tự là Tử Chiêm, là nhà thơ và là chính trị gia chứ danh thời Bắc Tống. Cả đời Tô Thức chìm nổi trong quan trường nhưng vẫn có thể bảo trì được tâm tính khoáng đạt, lạc quan. Tô Thức đối với dưỡng sinh có rất nhiều nghiên cứu, trong Đông Pha dưỡng sinh tập có ghi lại, nói rằng mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, ông liền lập tức ngồi dậy, chân xếp bằng đả tọa. Trong bài Ti Mệnh Cung Dương Đạo Sĩ Tức Hiên có một câu: vô sự thử tĩnh tọa, nhất nhật tự lưỡng nhật. Ý rằng không suy nghĩ gì mà ngồi tĩnh tọa một ngày tựa như hai ngày. Tăng Quốc Phiên là chính trị gia nổi tiếng đời nhà Thanh, cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong lịch sử Trung Quốc. Phương pháp dưỡng sinh tĩnh tọa là một trong tu pháp nhập nhị khóa của Tăng Quốc Phiên. Mỗi ngày không kể bận rộn đến đâu, ông đều dành một khoảng thời gian nhất định để tĩnh tọa dưỡng sinh, ngồi nghiêm chỉnh, chấn tĩnh, vững chắc như bảo đỉnh. Nhà thơ nổi tiếng thời Đường Bạch Cư Dị chìm nổi trong chốn quan trường vài thập niên, đến lúc tuổi già với bản tính đạm bạc trời sinh, thường thường tĩnh tọa tu thân, đến năm 80 tuổi vẫn tai thính mắt tinh. Tiền Mục sinh năm 1895, mất năm 1990, một nhà trí thức nổi tiếng của Trung Hoa thế kỷ 20, là một người luôn có đôi mắt rạng người sức sống và tràn đầy năng lượng mỗi ngày, vốn là kết quả của nhiều năm tu tập thiền định. Tu dưỡng mới chính là cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh, là cái gốc để giải quyết mọi vấn đề của xã hội hiện đại mà khoa học thực chứng ngày nay không thể nào giải quyết. Vậy nên, chỉ khi quay về với những bí quyết dưỡng sinh cổ xưa mới có thể giúp chúng ta lấy lại được trạng thái khỏe mạnh tự nhiên và nâng cao giá trị tinh thần. Một người biết tu dưỡng thân tâm, có lối sống lành mạnh, thuận theo tự nhiên, ắt sẽ có một thân thể khỏe mạnh và tinh thần hòa ái. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống hạnh phúc, bình yên.